Xin mến chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube chia sẻ về nông nghiệp của mình. Thì chủ đề hôm nay để chia sẻ với mọi người cũng là vấn đề về hoa ly thôi. Về chủ đề hoa ly để cho dịp Tết. Thì để trồng cái hoa ly vào dịp Tết đó, thì cũng có nhiều người rất là nhiều thắc mắc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái điều mà mọi người quan tâm, gọi như mọi người thắc mắc nhiều nhất. Hoặc là những cái về cơ bản ấy, về cơ bản này mọi người. Thì thứ nhất á, là cái củ cái hoa ly á, thì trồng bằng cái gì? Đấy, thì đấy là thứ nhất là trồng bằng củ là một này. Củ nó giống như là củ tỏi ấy, nó giống như củ tỏi nhưng mà nó không phải là từng nhánh ra. Nó một củ mà mọc một cây và một cây nó có nhiều bông đấy. Và cái lúc mà mọi người chưa trồng á, thì chưa nên đưa về. Trước khi trồng thì tầm khoảng 1 đến 2 hôm thì mọi người đưa về là tốt nhất, chứ không, bởi vì nếu mà cái lúc mà củ mà chưa trồng á, thì nên bảo quản vào kho lạnh, nó đảm bảo nhiệt độ và yêu cầu. Cho con, bởi vì tính ra mọi người lấy về xong rồi bỏ vào tủ lạnh, nó cũng không, cái tủ lạnh, cái ngăn mát tủ lạnh ấy, cũng không đảm bảo được cái yêu cầu, cái điều kiện nhiệt độ và độ ẩm mà cái củ hoa ly để bảo quản là tốt nhất. Đấy, thì mọi người cần phải lưu ý cái điều đấy. Thứ hai nữa, với cái lợi nhuận cái hoa ly mang lại, thì hiện tại ấy, thì cái củ hoa ly là khá nhiều người là trồng, và nhiều người cũng biết đến cái loài hoa này. Và bây giờ thì người ta cũng, kể cả những cái nơi vùng nông thôn, thì đến cái lúc Tết á, người ta dùng cũng khá là nhiều. Cho nên và đông những cái giá thành và cái giá bán trên thị trường hiện tại thì cái hoa này cũng khá là tốt, khá là cao. Và thường để mà nói lợi nhuận thì nó cũng khá là tốt. Đấy là với điều kiện là có những cái thuận lợi trong việc là trồng. Ở đây mình sẽ không vẽ ra là trồng hoa ly chắc chắn là thu lợi nhuận rất là cao, rất là tốt, rồi là thu bao nhiêu tiền, bao nhiêu là màu hồng. Đấy là với điều kiện mọi người phải lưu ý là điều kiện là thuận lợi. Thuận lợi là gì? Thuận lợi hiệu tụ hội tụ hai yếu tố. Thứ nhất là cái thị trường, cái nơi mà mình bán ấy, thì ổn, năm đấy ổn nhé. Bởi vì có những năm nay ổn nhưng mà năm sau lại bất ổn. Đấy, thứ hai nữa là cả hóa của mình làm ra là ok. Đấy, nó đẹp, nó đảm bảo. Đấy, nó hai yếu tố thế. Và nếu mà trường hợp, tức là nếu mà nó mất, mình trồng á, mất không quá nhiều, và cái thị trường cũng không quá là bán khó quá, thì nó cũng tương đối là được. Bởi vì là hàng hóa là nó được mà, đặc biệt là quan trọng là làm sao cho nó nở, cho nó yêu cầu đúng với Tết nơi cái thị trường mình muốn đánh vào. Đấy. Còn nếu mà trồng chơi thì sao? Trồng chơi trong sân thượng thì mọi người cũng đừng có lo lắng quá. Nếu mà trồng ít tầm khoảng 1-2 chậu, 15 củ, vài 30 củ gì đấy thì cũng không phải lo lắng lắm. Bởi vì trồng ít thì nó cũng, nhiều khi trồng chơi ăn thật mà. Đấy là cũng cũng có những cái dễ lắm. Thì chỉ cần là chú ý một tí thôi. Có những người thì trồng cứ trồng là thối là hỏng. Thì cái gì có nguyên nhân của nó. Nhưng mà có những người trồng thì cứ thả đấy vứt đấy là lại có hoa. Đấy, thế mới hay. Nhưng mà chắc chắn nó phải có nguyên do của nó. Thì nếu mà mọi người chẳng hạn thì trồng mà hay hỏng hoặc là hay gặp vấn đề thì có thể là nhắn tin số của mình hoặc là nhắn tin vào Zalo, số sẽ để ở dưới cái video này, thì sẽ đồng hành và chia sẻ mọi người giải thích nguyên nhân. Và khi mà có nguyên nhân gọi dậy thì sẽ đưa ra giải pháp nó khắc phục được thôi. Đấy, không vấn đề gì cả. Và cái củ hoa ly thì thường chẳng hạn những cái người, đối với những người mà có trồng của năm trước mà mọi người muốn để trồng cho năm sau thì cũng được thôi. Thực ra thì trồng ít thì mọi người cũng có thể trồng, có thể
để trong chơi chơi cũng được. Nó có thể là vẫn lên, hoặc là có thể là vẫn lên và cho hoa, nhưng mà hoa có thể là nó không đẹp lắm, hoặc là nó lên cây cho chơi chơi cũng được, không ra hoa nhưng lên cây có cái mà ngắm thì cũng được. Nhưng mà đối với những người mà trồng nhiều không nên trồng lại, không nên lấy cái củ đấy trồng lại, hoặc là không nên mua cái củ đấy để trồng lại, bởi vì hầu như hiện tại là rất là ít người trồng số lượng nhiều mà lấy cái củ để lại để trồng lắm, bởi vì năng suất chất lượng của nó rất là kém và cái rủi ro của nó khá là cao. Đấy là những cái lưu ý đối với mọi người. Tiếp nữa là vấn đề về cái khâu chuẩn bị ấy. Thì thực ra thì mọi người cũng không cần phải phức tạp hóa lắm, và tức là cũng đừng có chủ quan và cũng không cần phải phức tạp hóa, thì đa phần là mọi người là hãy phức tạp hóa là nhiều hơn. Thì để trồng thì cứ đúng các bước, hoặc là những cái lưu ý gì thì phải lưu ý, hoặc là những cái gì mà có thể là nới nới một tí, nới lỏng một tí thì có thể nới lỏng cũng được. Đấy thì trong cái quá trình trồng, nếu mà mọi người đang có ý định trồng ấy, hoặc là trồng hay bị hỏng, thì có thể là nhắn tin, inbox hoặc là gọi đến nhóm mình cũng được, không phải gì cả, mọi người có thể gọi khi nào cũng được, cứ liên hệ là mình sẽ trao đổi tương tác với mọi người. Đấy và cuối video cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có một vụ hoa ly Tết vào cuối năm Tết thật là đẹp, thật là rực rỡ và hiệu quả cao nhất. Và nếu cần giúp đỡ cứ gọi một bà con, cứ gọi tất cả mọi người, quý bà con cứ gọi vào số sẽ để ở dưới video, hoặc là comment cũng được, hoặc là nếu mà không tiện gọi có thể nhắn qua Zalo. Và nếu mọi người mà biết ai đang cần đấy hỗ trợ để trồng hoa ly vào dịp Tết thì mọi người có thể là chia sẻ video này tới họ nhé, bởi vì có thể có những người họ đang cần người đồng hành đối với họ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video chia sẻ tiếp theo.